giá cái khả năng nấu ăn của em là nó chỉ bình thường thôi, nó luôn duy trì mức bình thường mà. Bây giờ là đang trong thời gian chờ đợi, đợi nó đun sôi, nó sôi lên rồi nó sánh vào là mình đảo đảo lại một nữa là lên đĩa là chúng ta thưởng thức thôi. Chào nha. Xem là cái mức thang từ 1 đến 10 nó phải chấm còn mấy điểm. Nó ngấm vào hẳn vào thịt chưa mày? Ui giời. Dạ. Mấy điểm? Được 7 điểm. 10 điểm, 7 đấy vợ nhá. 10 điểm, 7 đấy vợ nhá.